Xin chào tất cả mọi người, mình sẽ sử dụng máy tính Casio để giải bài này như sau. Để đi tìm cực trị, chúng ta phải đảo hàm y lên, thì chúng ta sẽ có như thế này. Đảo hàm của x mũ 4 là 4x mũ 3. Đảo, chúng ta biết x và x, chúng ta lấy ra bên ngoài có bình phương ở đây, chúng ta sẽ có x bình phương. Như vậy đảo hàm của x bình phương đó chính là 2x. Số này là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Chúng ta lấy 4x làm nhân chữ chung. Và chúng ta biết đây chính là a bình phương trừ cho b bình phương. Hằng đẳng thức đáng nhớ thì chúng ta sẽ có là a trừ b và chúng ta có a cộng b. Tiếp tục cho y phải bằng 0 để đi tìm cực trị của nó thì chúng ta có một vị trí x bằng 0. Vị trí tiếp theo x bằng m trừ 6. Vị trí tiếp theo x bằng trừ m cộng 6. Tiếp tục, khi chúng ta lấy x bằng 0 này, mình thế vào đây, thì chúng ta quy cái cục này bằng 0 hết, còn 1954. Và bây giờ mình sẽ vẽ hình ra cho dễ hình dung nha. Bây giờ chúng ta có cái hình, tại vị trí x bằng 0 là 1954. Thì chúng ta biết có hai vị trí đối xứng của cái cực trị. Tại vì sao? Khi chúng ta lấy x1 nè cộng x2 thì nó ra bằng 0. Điều này chứng tỏ là nó đối xứng qua cái trục OI. Tuy nhiên, đề nói tạo thành 3 điểm của một tam giác có diện tích nhỏ hơn 2024. Bây giờ chúng ta có một hình tam giác như thế này. Chúng ta nối 3 điểm lại. Thì muốn tính diện tích của một tam giác, chúng ta phải có 1 phần 2 đáy nhân chiều cao. Thì chúng ta biết đáy là chính là cái cục này. Thì chúng ta sẽ lấy giá trị x này trừ giá trị x này. Thì chúng ta sẽ có b ở đây. Sẽ bằng 2m trừ 6, trừ 12. Thì chúng ta biết m thay đổi. Nó sẽ tạo ra giá trị âm, cho nên chúng ta sẽ để giá trị tuyệt đối ở đây. Để khi m nó thay đổi lên xuống, thì cái phần âm nó biến thành phần dương. Đối với chiều cao, chúng ta có màu xanh lá cây. Thì trong trường hợp này, chúng ta phải lấy giá trị của y. Thì chúng ta biết, muốn đi tìm giá trị của y, thì chúng ta lấy một giá trị này hoặc giá trị này, nó đều như nhau cả. Thì chúng ta thế vào cái cục này. Mình bỏ cục này nha. Thì chúng ta sẽ thế cái cục m trừ 6 này nè vào phương trình, là chúng ta thế vào cục x nhé. Sau khi chúng ta có cục x, chúng ta trừ cho 1954, tại vì khoảng cách hai điểm phải trừ cho nhau, cho nên cái cục này chúng ta loại đi. Và bây giờ chúng ta sẽ có cục này để trong giá trị tuyệt đối. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy tính Casio từ đây. Bây giờ chúng ta có máy tính Casio. Bây giờ chúng ta nhập hết tất cả các cục này vào máy tính. Chúng ta nhấn vào đây, chúng ta nhấn số 7 là bảng giá trị. Chúng ta nhấn 1 chia cho 2. Chúng ta nhấn Shift ABS là giá trị tuyệt đối. 2 alpha x trừ cho 12. Sau đó chúng ta nhân cho cái cục tiếp theo là Shift ABS. Bây giờ chúng ta lấy m trừ 6 thế vào đây nha. Thì chúng ta sẽ có alpha x trừ 6 mũ 4. Sau đó chúng ta trừ 2.
Chúng ta lấy cái x ra bên ngoài là x bình phương. Như vậy chúng ta có alpha x trừ 6 tất cả bình phương. Ở đây chúng ta có m trừ 6, chúng ta gộp lại thành cục này. Và chúng ta đã trừ đi 1954. Chúng ta nhấn dấu bằng. Ở đây không có gì, nhấn dấu bằng tiếp. Chúng ta sẽ bắt đầu từ số 0, kết thúc tại vị trí số 15. Tại vì các số ở đây là số nguyên nhưng mà step là một, mỗi bước cách nhau một đơn vị. Thì chúng ta sẽ tìm xem cái cục nào nhỏ hơn 2024, chúng ta chọn. Thì chúng ta thấy rõ ở vị trí m bằng 2, chúng ta có 1024. Chúng ta kéo xuống 2, 3, 4, 5. Đối với số 6 á, nó bằng 0, có nghĩa là 3 điểm nó nằm trên một cái đường thẳng thì không thể nào tạo thành một tam giác, chúng ta loại cái điểm này. 7, 8, 9, 10. Đến số 11 chúng ta thấy nó tăng lên 3125. Lên tiếp theo nữa nó là tăng tiếp nữa. Như vậy chúng ta không còn giá trị nào nhỏ hơn 2024 từ vị trí này. Như vậy chúng ta ngồi đếm nè. Ở đây chúng ta có 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Như vậy ở đây tổng cộng là 8 giá trị. Chọn câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.